em đi em. Nhưng cô đâu biết nó là người bất tỉnh, nó là người nát. Đất rừng phương Nam mà, nó rất đừng phương Nam, nô phương Nam. Cái cho nó cũng nghĩ dữ lắm. Thì khi mà em lớn lên trong một cái gia đình miền Bắc thì mọi người biết là có những cái mà em được